Xin chào quý vị các bạn, bài tập sau đây tôi sẽ hướng dẫn quý vị các bạn cách đưa một tấm hình như thế này về kết quả như thế này. Và bây giờ tôi và các bạn sẽ cùng nhau tìm hiểu các cái bước để mà đưa nó về được cái gam màu như thế này. Đầu tiên, bạn mở tấm hình này ra trong Photoshop. Sau khi mở ra xong rồi, thì bây giờ các bạn nhân đôi layer background lên bằng cách là click chuột phải, chọn duplicate layer, hit OK. Sau đó các bạn vào menu Image, chọn Adjustment, chọn Mask Color. Trên bảng thông tin Mask Color, các bạn click vào nút New Trailize để nó trung hòa các gam màu. Đây, các bạn có thể thấy được kết quả trước và sau khi trung hòa gam màu. Sau khi trung hòa gam màu xong rồi, thì bây giờ các bạn giảm cường độ màu sắc xuống khoảng 70%. Như vậy các bạn có kết quả như thế này. Nhấn OK. OK, sau khi mà các bạn đưa tấm hình về gam màu trung hòa như thế này xong, thì bây giờ các bạn cần làm sáng những cái vùng da bị tối này. Thì ở đây trên vùng da của cô gái này có hai vùng da, là một vùng da sáng và một vùng da tối. Thì ở đây tôi sử dụng phương pháp là screen để làm sáng hình. Click vào menu sổ, chọn chế độ screen. Thì như bạn có thấy là cái tấm hình này được sáng lên, nhưng mà những cái vùng da sáng ở chính giữa vùng mặt nó cũng sẽ sáng theo. Do đó chúng ta sẽ tạo ra một layer mask để mà che đi cái vùng tác động lên vùng da này. Nào bây giờ các bạn làm như sau. Chọn layer mà các bạn vừa giảm cường độ màu, nhấn tổ phím Ctrl, Alt và phím dấu ngã. Thì sau khi nhấn xong thì các bạn sẽ chọn được một cái vùng mà những cái vùng đó là những vùng da sáng. Bây giờ các bạn sẽ đảo ngược cái vùng chọn này ra ngoài để chọn lấy cái vùng da màu đen, bằng cách là nhấn phím Ctrl Shift Y ngắn, hoặc là vào menu Fill Select, chọn Inverse. Sau khi đảo vùng chọn xong thì các bạn sẽ click vào nút Add Layer Mask để tạo ra một cái layer mask nó che đi cái vùng da không được chọn. Sau khi tạo layer mask xong, các bạn chọn chế độ trộn là screen thì vùng da sẽ được sáng như thế này. Bây giờ các bạn nhấn tổ phím Ctrl Shift On và phím E để tạo ra một layer clone bao gồm kết quả của hai layer dưới. Sau đó các bạn nhấn phím Ctrl R hoặc là click chuột phải, chọn duplicate layer, hit OK. Bây giờ các bạn phóng lớn tấm hình này lên và các bạn sẽ thấy là cái vùng da nó còn bị độ nhiễu hạt, chưa có độ mịn. Với thể loại hình này chúng ta làm cho nó mịn càng cao càng tốt. Thì bây giờ chúng ta sử dụng đến một công cụ hỗ trợ là mịn, đó là Knit Image. Bây giờ các bạn cài Knit Image vào máy và vào menu Filter, chọn Knit Image, chọn Reduce Noise. Bây giờ phóng lớn tấm hình lên, các bạn chuyển có thể Noise Filter Setting và vẽ một cái vùng lên vùng da của gái này. Thì các bạn sẽ thấy đây là những cái thông số thiết lập mà nếu các bạn muốn độ mịn lớn thì các bạn tăng cái giá trị luminance channel lên. Điều chỉnh làm sao có kết quả phù hợp với sở thích của các bạn. Sau đó nhấn nút apply để hoàn thành. Như vậy đây là kết quả của các bạn. Sau khi các bạn làm mịn da bằng Knit Image xong thì nó đồng thời nó cũng sẽ làm mịn các cái chi tiết trên quần áo này. Ở đây chúng ta sẽ tạo ra một cái layer mask để mà che đi những cái vùng mà không cho Knit Image ảnh hưởng lên nó. Thì bây giờ các bạn click và nút Add Layer Mask trên cái layer mà chúng ta vừa làm mịn da bằng Knit Image này. Sau khi tạo ra layer mask xong, các bạn chọn công cụ Brush, màu nền trước là màu đen. Sau đó các bạn click chuột phải tấm hình và chọn lại một cái loại mẫu brush trong cái hệ thống thư viện cho nó phù hợp, hoặc là tăng giảm nét cọ. Bây giờ các bạn rê chuột và tô màu để cho nó khỏi phải gây sự tác động của Knit Image lên cái vùng da quần áo và vùng tóc nữa. Thì sau khi tô xong thì trên layer của bạn sẽ xuất hiện những vùng màu như thế này. Vùng nào màu đen là vùng là layer mask sẽ che đi, và vùng màu trắng là vùng không được che. Sau khi che xong thì bây giờ các bạn sẽ tạo ra một lớp Hue Saturation để giảm cường độ màu này xuống. Bây giờ các bạn click nút Add New Layer Adjustment và chọn Hue Saturation. Bây giờ giảm cường độ xuống khoảng là 15%, giảm xuống khoảng âm 15%. Rồi, OK. Sau khi đã giảm màu xong thì bây giờ chúng ta sẽ tăng cái độ sáng tổng thể cho các cái vùng gam màu sáng của tấm hình cô gái này. Thì ở đây có các bạn sẽ chọn kênh Red, có nghĩa là cái vùng màu da đỏ này đây. Thì ở đây có một lệnh phím tắt là nhấn phím Ctrl, Alt và số 1 để tạo ra một cái vùng selection lựa chọn toàn bộ cái vùng gam màu đỏ trên tấm hình này. Và đồng thời nó cũng là gam màu sáng. Sau khi nhấn tổ phím xong thì bây giờ các bạn click và nút Add Adjustment Layer, chọn lệnh Level.
trên bảng tuyến level. Thì bây giờ các bạn tăng cái độ sáng tấm hình lên, tăng độ sáng tấm hình lên, thì ở đây các bạn tăng khoảng 1.20. Rồi sau đó nhấn OK. Thì ở đây các bạn có thể thấy được kết quả của mình sáng và tối, thì một chút thay đổi thôi thì kết quả của bạn sẽ khác. Bây giờ tiếp theo đây chúng ta sẽ tạo ra một cái lớp che phủ đi những cái vùng màu đen xung quanh viền của cái áo da của cô gái đang mặc này. Bây giờ các bạn tạo ra một layer mới, click tạo ra layer mới hoặc nhấn phím Ctrl Shift N. Bây giờ các bạn chọn công cụ gradient, kết cấu là radio gradient. Sau đó chọn màu nền trước là màu trắng và màu nền sau là màu đen, dải màu đi từ trắng đến đen. Bây giờ các bạn click chuột vào giữa trán của gái này và kéo xuống dưới một đoạn, thì các bạn sẽ tạo được cái vùng màu như thế này. Bây giờ các bạn chọn chế độ hòa trộn là multiply, thì bạn có kết quả như thế này. Bây giờ chúng ta sẽ xóa đi những cái vùng tác động không muốn cho nó tác động lên cái vùng da mặt của cô gái. Bây giờ các bạn tạo ra layer mask, click S layer mask, chọn công cụ brush và cái loại net brush là tùy vào cái mức độ tác động của các bạn. Ở đây các bạn có thể điều chỉnh thế này, và cái màu nền trước là màu đen và opacity 100 và flow là 100%. Bây giờ các bạn rê chuột và tô brush lên cái vùng da của gái chúng ta muốn xử lý. Rồi, sau khi đã thực hiện xong cái lệnh này thì bây giờ các bạn nhấn tổ phím Ctrl Shift On, Ctrl Shift On và phím E để tạo ra một layer clone tổng hợp tất cả các layer dưới. Sau khi đã tạo ra một layer tổng hợp xong thì bây giờ chúng ta bắt đầu điều chỉnh gam màu tổng thể của vùng da cô gái về gam màu như thế này. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu như sau: tạo ra một lớp Hue Saturation, kích chọn Hue Saturation. Và bây giờ chúng ta sẽ hiệu chỉnh gam màu đỏ vàng. Bây giờ các bạn chọn in red là những cái vùng da đỏ của cô gái này. Và bây giờ các bạn có thể thấy là cái vùng da trên khuôn mặt cô gái này nó có vừa có màu vàng và vừa có màu đỏ. Do đó chúng ta sẽ điều chỉnh thang màu đến cái vùng giao giữa vùng đỏ và vùng vàng. Đây các bạn có thể thấy. Sau đó các bạn chọn công cụ là Add to Sample và click lên cái vùng da để ấn định gam màu cần xử lý. Bây giờ các bạn giảm thang màu saturation xuống, giảm xuống thì các bạn thấy là cái vùng da được giảm đi, và ở đây thì chúng ta sẽ giảm khoảng -50%. Rồi bây giờ các bạn nhấn OK. Sau khi giảm được cái vùng da vừa vàng vừa đỏ xuống rồi thì bây giờ các bạn tạo tiếp một lớp hue saturation và tăng thang màu đỏ tổng thể lên. Nào bây giờ các bạn click nút Add Adjustment Layer và chọn lệnh Hue Saturation. Bây giờ chúng ta sẽ xử lý những cái gam màu ảnh hưởng lên về vùng da mặt của cô gái này. Ở đây chúng ta có thể thấy là đây là cùng có vùng màu đỏ và màu vàng xen kẽ nhau. Thì bây giờ chúng ta sẽ xử lý trên kênh màu đỏ. Trong Edit các bạn chọn kênh Red. Bây giờ chúng ta có thể thấy là hai gam màu vàng và màu đỏ xen lẫn nhau. Do đó chúng ta sẽ điều chỉnh thang màu về vị trí giữa giao nhau giữa vùng màu đỏ và vùng màu vàng. Sau khi điều chỉnh ra thang màu xong thì chúng ta ấn định gam màu bằng cách là chọn công cụ Add to Sample và rê chuột lên vùng da mặt cô gái và nhấp chuột để ấn định gam màu. Sau khi ấn định gam màu xong thì bây giờ các bạn có thể là tăng giảm saturation theo ý muốn của mình. Thì bây giờ đây các bạn có thể tăng xuống khoảng -49 đến 50%. Rồi sau đó nhấn OK. Bây giờ các bạn sẽ tăng cái gam màu tươi trên khuôn mặt cô gái này lên một chút. Click nút Add Adjustment Layer và chọn Hue Saturation, vẫn là hiệu chỉnh trong kênh Red. Và bây giờ các bạn chọn công cụ Add to Sample và chọn lấy vùng màu trên vùng da mặt của cô gái này. Sau đó các bạn tăng lên một chút, tăng khoảng 35%. OK. Nào bây giờ nhấn tổ phím Ctrl Shift On và phím E để tạo ra một layer tổng hợp của tất cả các layer dưới. Thì bây giờ các bạn sẽ chọn cái vùng màu sáng trên tấm hình của cô gái này và giảm màu đi một chút. Nhấn tổ phím Ctrl Alt và phím dấu ngã. Sau đó các bạn nhấn phím Ctrl R để copy cái vùng được lựa chọn lên một layer mới. Bây giờ các bạn
vào menu Image Adjustment, chọn Hue Saturation, giảm saturation xuống chút khoảng cỡ 60%, giảm khoảng 60%, 55 đến 60 rồi nhấp OK. Rồi các bạn có được kết quả như thế này. Bây giờ chúng ta sẽ tạo ra một lớp Hue Saturation để điều hòa lại toàn bộ gam màu cho tấm hình. Đây là cái bước cuối cùng, mà bước quyết định nhất của trong tấm hình của chúng ta. Các bạn click nút Add Adjustment Layer, chọn Hue Saturation. Bây giờ chúng ta sẽ hiệu chỉnh trong gam màu vàng, chọn kênh Yellow. Bây giờ các bạn giảm giá trị hue xuống khoảng 25 đến 29%, giảm saturation xuống và tăng lightness lên để điều hòa lại cái gam màu của nó, thì các bạn sẽ hãy cố gắng điều chỉnh làm sao tìm được gam màu thích hợp cho mình. Đây thì giảm khoảng cỡ 20 đến 30. Rồi đây tôi giảm khoảng 80, tôi giảm khoảng 50 và đây là tăng lên 100%. Rồi nhấp OK. Thì đây là kết quả cuối cùng của bạn. Thì đây là kết quả mà sau khi thực hành, bài thực hành có được. Thì bây giờ các bạn có thể thấy là kết quả mà tôi minh họa đây nó sắc nét hơn rất nhiều so với kết quả gốc của chúng ta vừa làm xong. Thì bây giờ các bạn có thể thực hiện dùng một cái plug in để làm tăng cái độ nét cho tấm hình lên. Bây giờ các bạn cần tạo ra một layer clone bằng cách là nhấn phím Ctrl on Shift E thì nó sẽ có một layer này. Bây giờ các bạn cần cài đặt plug in Topaz Vivacity. Plug in này có kèm theo đĩa CD cho các bạn. Nào chọn Topaz Vivacity và chọn Topaz Sapin. Thu nhỏ tấm hình xuống một chút. Nào bây giờ các bạn chọn thẻ Advances và tăng giá trị Lightness lên khoảng 50%. Rồi bây giờ chuyển qua thẻ Main và tăng Sharpness lên. Rồi. Ở đây các bạn có thể tăng vừa để có được kết quả như mong muốn mình. Thì các bạn có thể thấy đây là khi mà tăng giá trị Sharpness lên thì các cái vùng da được làm mịn và sáng hơn, trông ấn tượng hơn. Rồi như vậy tôi chọn cái tham số là 1.81 và nhấp OK. Như vậy đây là kết quả của các bạn. Đây là kết quả trước khi làm nét và đây là kết quả sau khi làm nét. Thì các bạn có thể điều hòa lại gam màu theo ý của mình và có thể tăng độ sáng toàn bộ tấm hình lên một chút bằng lệnh là Curves. Curves là sẽ tăng cái màu lên một chút. Đó thì nói chung là với bước này tùy các bạn có thể xử lý theo cách của mình. Giảm output, giảm xuống để giấu đi những cái vùng màu đen, màu trắng bị lộ trên phần áo của gái và tăng nguồn sáng lên. Thì tăng vừa, một mức độ vừa thôi. Rồi, nhấp OK. Thì đây là kết quả cuối cùng của bạn và đây là kết quả minh họa. Thì các bạn có thể thấy là cái vùng tóc nó bị màu trắng luôn theo, thì các bạn có thể xóa đi cái vùng màu trắng ảnh hưởng lên vùng tóc này. Bây giờ các bạn tạo layer mask cho tất cả các layer bên dưới. Bây giờ bắt đầu hiệu chỉnh từ lớp Curves 1 này. Lớp này đã có layer mask. Bây giờ các bạn chọn công cụ Gradient, chọn lại Linear Gradient và màu nền trước là màu đen. Click chuột phải, chọn lại Gradient đi từ màu đến trong suốt. Rồi, bây giờ các bạn giữ phím Shift và click lên đỉnh đầu của gái, kéo xuống trán của gái một đoạn. Rồi, tương tự như vậy với layer 12, tạo layer mask và chọn layer mask, sau đó click vào điểm đầu và kéo xuống dưới một đoạn. Rồi, tương tự như vậy, vùng Hue Saturation cũng tạo layer mask. Layer mask đã được tạo ra. Bây giờ các bạn chỉ cần kích và kéo xuống một đoạn thì các bạn sẽ đưa được cái gam màu về của tóc của gái về gam màu đúng của nó. Thì ở đây trên cái layer này nó đã bị hiệu chỉnh mất rồi, thì bây giờ các bạn có thể xóa nó đi để tạo ra cái độ nét của tóc, mái tóc. Thì các bạn có thể thực hiện lại, xóa cái layer 12 đi. Và ở đây các bạn có thể nhấn tổ phím Ctrl Shift on này để tạo lại cái layer 12 và thực hiện lại lệnh Topaz Sapin. Như vậy đây là kết quả của các bạn.